Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong video lần này thì mình sẽ dạy cái bài tập liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n, đúng không ạ? Vậy chúng ta cũng đã biết ước số của một số nguyên dương là gì rồi, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây thì ước số chính là những cái số mà cái số nguyên dương n này nó chia hết cho nó cái số đó, đúng không ạ? Ví dụ như là với cái số nguyên dương n là bằng 4, đúng không ạ? Thì những cái ước của nó sẽ là 1, 2, 4. Đấy. Thì mình nhiệm vụ của mình là phải liệt kê ra những cái số 1, 2, 4 này. Đấy, chính là liệt kê ra cái ước số đấy. Rồi, thì đó là cái thuật toán của bài toán, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì mình sẽ viết code. Đầu tiên thì mình khai báo những cái thư viện cần thiết cho nó. Rồi sau khi đã khai báo thì mình sẽ tiến hành mở cái hàm main. Ở trong hàm main này thì mình khai báo cái biến n, tính là cái số tự nhiên n đấy. Ở đây thì mình sẽ in ra cái đề của bài toán trước ạ. Đây chính là cái đề của bài toán đấy. Khai báo cái số tự nhiên n đó. Rồi sau đó sẽ in ra màn hình cái câu lệnh để chúng ta nhập vào đấy. Mời nhập n bằng đó. Đây sẽ là câu lệnh scanf đúng không? Đây sẽ là phần trăm d vì nó là số tự nhiên và n đúng không? Nhưng nếu trường hợp các bạn nhập số n mà các bạn nhập số âm thì sao? Đấy. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái câu lệnh if. Đó. Nếu như mà n này nó bé hơn không, đúng không? Thì làm cái công việc như sau. Đấy. Mời các bạn nhập lại n, đúng không ạ? Đây mình ghi là n phải lớn hơn 0, đúng không ạ? Mời các bạn nhập lại n. Đấy. Đây, xuống hàng cái cho nó đẹp. Và đây thì sau khi print xong thì ta cũng phải scan nó lại một lần nữa đấy. Đấy. Đây sẽ là cũng là phần trăm d và đây sẽ là và n. Đấy. Mình cũng có thể viết một hàng này nhưng ta có thể xuống hàng cũng được cho nó đẹp. Ở trong cái câu lệnh if này thì mình đặt một cái dấu móc nhọn. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for và sử dụng một cái biến chạy là y. Đấy, và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó sẽ là bằng 1. Đấy. Và sau đó sẽ y nó điều kiện của nó sẽ bé hơn hoặc bằng n và y cộng cộng. Đấy. Thì trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ làm cái gì? Trong vòng lặp for này thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái y này cái n mà chia cho y bằng bằng không, tức là gì? Đây là một cái phần trăm này, n chia n phần trăm y này, tức là gì? Tức là chia lấy dư đấy ạ. Đấy. N chia y mà bằng 0, chia lấy dư mà bằng 0 thì tức là n nó chia cho y, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta in ra màn hình cái giá trị của y đấy, print. Đây
đây sẽ là phần trăm D, và đây sẽ là Y. Đấy. Như vậy. Ở đây mình thêm một số 4 để cho nó cách ra cho nó đẹp ấy. Ngăn cách giữa các nghiệm Y sau khi ta in ra màn hình đó. Ở đây mình nói lại, cấu định if này tức là gì? Tức là chia lấy dư đấy. Đấy, ví dụ như này, 5 chia cho 3 đi ạ, thì nó sẽ bằng 2, đúng không ạ? Số dư sẽ bằng 2, đúng không ạ? Và một ví dụ khác là 3, không đây, 4 chia cho 2 đó, thì nó sẽ bằng 0, đúng không ạ? 4 chia 2 thì sẽ bằng 2, đúng không ạ? Thì và số dư của nó thì sẽ bằng 0, đúng không ạ? Đấy. Thì đây là cái ý nghĩa của cái câu lệnh if này ạ. Rồi. Sau khi đã print ra thì ta dùng cái lệnh get để dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem cái kết quả và return. Đúng không ạ? Rồi mình sẽ zoom cái màn hình nhỏ lại cho các bạn nhìn rõ cái code. Rồi thì đây là toàn bộ cái chương trình, đúng không ạ? Đầu tiên khai báo chương trình, khai báo thư viện này, sau đó khai báo nhập n này. Rồi sau đó thì mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ở đây, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ nhập vào cái số n. Ví dụ mình nhập mà số âm đi ạ, âm 4 nha. Đấy. Thì ở đây nó sẽ báo là cái số n này nó phải lớn hơn 0, đúng không ạ? Và nó bắt mình phải nhập lại, đúng không ạ? Ở đây thì mình nhập lại là 4 nè. Đấy. Các bạn đã thấy thì nó đã ở dưới đây thì nó đã in ra các cái ước số của cái số 4 này, số n này, đó chính là 1, 2, 4, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái phần bài tập liệt kê các ước số của số nguyên dương n. Đấy. Các bạn cần phải chú ý cái cú pháp của cái câu lệnh chia lấy dư này, đúng không ạ? Cần lưu ý ở đây ạ. Đấy. Và ở cái cấu lệnh print này thì các bạn nên tách cái những cái kết quả sau khi in ra cho nó đẹp và nó dễ nhìn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.